Kết quả vòng 13 V-League 2020, Hải Phòng giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương đánh bại Viettel với tỷ số 2-0. Trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam, Hà Nội FC và Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số 1-1. Hoàng Gia Lai giành chiến thắng 5-2 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dương Thanh Hóa Nam Định thắng 1-0 Đà Nẵng, Sài Gòn và Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số 0-0. Bảng xếp hạng V-League giai đoạn 1, Sài Gòn FC dẫn đầu với 24 điểm, Viettel đứng thứ 2 với 22 điểm, Hồng Lĩnh thứ 3 với 21 điểm. C4 là đương kim vô địch Hà Nội FC với 20 điểm. Các vị trí tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, BKMX Bình Dương, Hoàng Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và cuối cùng là Quảng Nam. Sau giai đoạn lượt đi, V-League lượt về sẽ chia làm hai nhóm, nhóm 8 đội dẫn đầu tranh chức vô địch, 6 đội còn lại sẽ tránh một suất xuống hạng.